Kính thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã chuyển hồ sơ vụ án sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm do bị can Phạm Huỳnh Nhật Vi 21 tuổi quê Tiền Giang thực hiện lên công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Theo đó, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận và tiếp tục điều tra vụ án. Trước đó, ngày 10 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi để điều tra về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Các quyết định lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 phê chuẩn. Vừa qua, ông Đàm Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, có thông báo gửi Hội đồng Quản trị xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. Ông Đàm Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Thủ Đức House từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 cho đến nay. Từ tháng 8 năm 2023, Thủ Đức House đã có sự thay đổi về cổ đông lớn và các thành viên Hội đồng Quản trị mới. Qua một khoảng thời gian hợp tác cùng, ông Đàm Mạnh Cường cho biết, nhận thấy bản thân không đáp ứng được những tiêu chí mà Hội đồng Quản trị mới yêu cầu cho những định hướng hoạt động mới của Thủ Đức House. Vì thế, ông làm thông báo đến Hội đồng Quản trị xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 10 tháng 4, Thủ Đức House đã nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử của công ty. Phiên phúc thẩm sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 và Thủ Đức House có tham gia kháng cáo với vai trò bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong năm 2023, đã có 3 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thủ Đức House được thay đổi kể từ sau khi vụ án liên quan về thuế trong hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử của công ty được khởi tố. Sau hơn một tháng diễn ra, phiên tòa Vạn Thịnh Phát đã kết thúc với các bản án được công bố cho 86 bị cáo. Bằng sự nỗ lực linh hoạt và chủ động linh hoạt ứng dụng khoa học công nghệ, các phương tiện kỹ thuật cao, qua đó phục vụ hiệu quả công tác theo dõi, trực tiếp chỉ huy, điều hành của Ban Giám đốc Công an thành phố, xử lý ngay từ đầu các tình huống, dấu hiệu có nguy cơ phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Mặc dù thời gian xét xử kéo dài, số lượng bị cáo lớn, 86 bị cáo, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, các lực lượng công an thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phiên tòa, đảm bảo phiên tòa đã diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục, quy định và kết thúc an toàn. Các bị cáo tham dự phiên tòa đảm bảo về sức khỏe, các thành phần tham dự phiên tòa, luật sư, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế, được tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo chấp hành đúng các quy định. Trên tinh thần trách nhiệm và chủ động, Công an thành phố đã phối hợp đồng bộ, hiệu quả với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh thành phố, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân quận 1, lực lượng thanh niên xung phong, huy động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện, thiết bị tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự phiên tòa. Đặc biệt, Công an thành phố đã chủ động nghiên cứu, linh hoạt ứng dụng khoa học công nghệ, các phương tiện kỹ thuật cao, qua đó phục vụ hiệu quả công tác theo dõi, trực tiếp chỉ huy, điều hành của Ban Giám đốc Công an thành phố, xử lý ngay từ đầu các tình huống, dấu hiệu có nguy cơ phát sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Một đường dây vận chuyển trái phép 184 bánh heroin vừa được Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá thành công. Lực lượng công an tạm giữ 3 người có liên quan, trong đó 2 người là người nước ngoài lưu trú trái phép tại quận Nhất. Hai đối tượng này móc nối với đối tượng tại Việt Nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc. Ngoài 184 bánh heroin được đóng gói trong các vali, công an còn phát hiện một số máy móc phương tiện nghi vấn dùng để gia công chia nhỏ, đóng gói ma túy được cất giấu trong ngăn bếp. Tại cơ quan điều tra, hai người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ tại An Giang vào ngày 15 tháng 3, rồi đến thành phố Hồ Chí Minh để nhận 184 bánh heroin từ một đối tượng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Các đối tượng sử dụng máy xay, máy ép nhằm nghiền nát ma túy thành bột rồi đổ vào các vỏ pin nén, hàn nắp ở hai đầu để ngụy trang, sau đó đưa về Đài Loan, Trung Quốc tiêu thụ. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 3 đối tượng, đồng thời tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố truy xét, mở rộng, bắt giữ các đối tượng khác có liên quan. Còn tại tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Phan Tấn Đạt, Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Phạm Hoàng Khôi cùng chú ở tỉnh Đồng Nai về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng công an đã bắt quả tang Lâm và Khôi đang tàng trữ một gói ma túy tại nhà của Lâm ở ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc.
Qua đấu tranh, cả hai đã khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Mở rộng điều tra, công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp Phan Tấn Đạt để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 35 gói ma túy có trọng lượng gần 29 gram cùng nhiều tang vật khác. Do nhân viên không chịu uống bia cùng với khách hàng, đối tượng Huỳnh Minh Hùng là quản lý của quán karaoke đã đánh đập rồi chỉ đạo đồng bọn bán cô gái nhân viên này với giá 20 triệu đồng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán người. Từ tháng 2 năm 2023, Huỳnh Minh Hùng làm quản lý quán karaoke ở địa chỉ 307 đường Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Quá trình làm quản lý, Hùng có tuyển nhân viên nữ làm công việc phục vụ rót bia, bấm bài cho khách hát. Trong thời gian này, Hùng có quen biết với Mai Gia Bảo, cũng làm nghề chăn dắt tiếp viên nữ phục vụ quán karaoke ở địa bàn huyện Krông Năng. Vào tối ngày 13 tháng 3, khách đến hát có phàn nàn với Hùng về việc một nữ tiếp viên không chịu uống bia cùng với khách, nên Hùng đã đánh cô gái này rồi bán cho Mai Gia Bảo với giá 20 triệu đồng. Sau đó, Bảo đã rủ Hoàng Trọng Khiên và Lê Hồ Nhật Tân lên thành phố Buôn Ma Thuột mua cô gái về. Khám xét nhà của các đối tượng, công an đã thu giữ một khẩu súng của Khiên. Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4, Thoại đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào cửa hàng vàng Bảo Yến, khu phố 8, thị trấn Bến Lức. Tại đây, Thoại giả vờ hỏi mua một chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, đối tượng đã giật số vàng trên tay chủ cửa hàng vàng rồi bỏ chạy. Khi nghe chủ cửa hàng vàng truy hô, một dân phòng đang có mặt tại gần hiện trường đã nhanh chóng cùng với chủ cửa hàng vàng và người dân truy đuổi, quật ngã và bắt giữ được đối tượng để giao cho công an huyện xử lý. Đội cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai vừa lập hồ sơ xử lý hai đối tượng là Lê Đức Phương và Nguyễn Hoàng Danh cùng ngụ ở xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai để đánh bắt hải sản. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng là Phương và Danh đang thực hiện hành vi vớt tôm cá nghi là bị nhiễm thuốc trừ sâu. Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng Phương đã vứt bỏ vỏ chai thuốc trừ sâu xuống dòng sông Đồng Nai để phi tang. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một xuồng gỗ, một vỏ lãi, khoảng 2 kg tôm và hơn 1 kg cá các loại, hai bình ắc quy, hai bộ kích điện, hai vợt vớt cá. Qua làm việc, hai đối tượng khai nhận đã bàn bạc thống nhất với nhau cùng sử dụng thuốc trừ sâu đổ xuống sông Đồng Nai để đánh bắt hải sản. Sau khi cá tôm bị trúng thuốc trôi giạt vào bờ thì các đối tượng đã dùng vợt để vớt cá tôm đưa lên bờ để bán.